làm digital marketing ở client đúng không? Có nghĩa là bạn làm marketing cho chính công ty của bạn chứ không phải là làm dịch vụ marketing cho những cái đơn vị, cho những công ty khác. Thì khi mà chúng ta làm marketing ở client như vậy á, thì chúng ta sẽ được tìm hiểu rất là sâu về một sản phẩm, về một ngành hàng. Thì khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ có được những cái gọi là cái insight đặc biệt mà chỉ có người làm trong cái ngành hàng đó mới có được thôi. Ngoài ra thì khi mà chúng ta làm cho client như vậy á, thì thông thường chúng ta sẽ được làm rất là nhiều hạng mục trong cái phòng digital marketing. Thông thường thì những công ty như vậy thì họ sẽ yêu cầu nhân sự có khả năng đa năng đa nhiệm, có nghĩa là có thể là bạn vừa làm content nè, bạn vừa làm quảng cáo nè, có thể là bạn làm SEO luôn, thậm chí là bạn còn đi thiết kế những cái thứ cơ bản nữa cơ. Thì khi mà làm client á, thì chúng ta sẽ được làm rất là nhiều hạng mục ha, chúng ta sẽ có cơ hội để trở nên là full stack digital marketer. Cái mặt trái của việc làm client đó là có khả năng chúng ta sẽ bị hết ý tưởng, bị chán. Ví dụ như chúng ta làm 2 năm, 3 năm, 4 năm cho cùng cái loại sản phẩm đó, cho cùng cái ngành hàng đó, thì tự nhiên đến một lúc nào đó chúng ta thấy rằng chúng ta bị cạn ý tưởng cho cái sản phẩm, cho cái ngành hàng đó rồi, và chúng ta cảm thấy bị chán, chúng ta hết cái động lực để làm việc. Thì marketing nó cần sáng tạo, nó cần cái động lực từ sự sáng tạo. Còn để mà so sánh với việc mà làm ở agency nó khác client như thế nào á, thì bạn hãy coi video phía trước nhé. Hello, xin chào các bạn ở cộng đồng ABCDG. Mình là Cecilia Anh Vân đây và rất vui được gặp lại các bạn trong khóa học tới đây. Các bạn, mình là Hoàng Đức đây, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái khóa học khá là đặc biệt của ABCDG trong thời gian tới. Trước đây thì ABCDG thường là tổ chức cái khóa học mà liên quan đến content của bán hàng. Như cái khóa học lần này, cái khóa học sẽ rất là khác biệt. Chúng ta sẽ học cùng nhau vào 5 giờ sáng. Nó là một cái khóa học sẽ giúp cho các bạn có thể dùng nghệ thuật viết để khám phá bản thân, khám phá những cái phong thái của bản thân, khám phá các cái năng lực của bản thân để mà chúng ta có thể viết tốt hơn này. Chúng ta khám phá bản thân trước, chúng ta kết nối với cả cái phong cách, chúng ta kết nối với cả cái năng lượng bên trong của mình thông qua viết lách. Và khóa học cũng hy vọng là sẽ giúp cho các bạn cuối cùng thì chúng ta sẽ kết nối được bản thân mình với công việc content của chính các bạn và sẽ tốt hơn cho công việc của các bạn trên thực tế nữa. Ok rồi, chị Vân thì sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ thuật để làm sao chúng ta vừa viết, chúng ta vừa tìm hiểu bản thân mình, chúng ta thấu hiểu bản thân mình và tìm ra được cái phong cách phù hợp với bản thân mình ha, cũng như là những cái kỹ thuật viết cơ bản để làm sao cho nội dung nó hay ho hơn. Còn mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái kỹ thuật về storytelling để khiến cho nội dung của chúng ta nó hấp dẫn hơn, nó lôi cuốn hơn và nó kịch tính hơn. Vậy nhé, hẹn gặp bạn ở trong khóa học.